Thanh Tâm xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên án tổng cộng là 14 năm tù dành cho hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Có mặt trong phòng thâu của SBTN hôm nay, ông Ngô Thanh Hải, thượng nghị sĩ trong chính phủ Canada, sẽ trò chuyện với khán giả SBTN Canada về vấn đề này. Dạ, xin chào thượng nghị sĩ. Dạ, xin chào cô Thanh Tâm và xin chào các khán giả của đài SBTN. Dạ, thưa ông, trước hết thì ông có thể nào cho biết ông nghĩ như thế nào về cái bản án mà nhà cầm quyền Việt Nam đã dành cho hai sinh viên này? Và thưa theo tôi thấy thì cái Cộng sản Việt Nam mà bắt hai vị thành niên của Việt Nam của chúng ta là cô Phương Nguyên và anh Kha đó, thì tôi thấy rằng thứ nhất là bị bắt là đã là vô lý rồi. Bởi vì hai em đó mà đã đứng lên mà để chống lại Cộng sản Việt Nam, không phải là chống Đảng Cộng sản Việt Nam, mà không phải là chống cá nhân, mà chống một quốc gia, cái đảng mà không có tôn trọng cái sự tự do và dân chủ. Thứ nhất, thứ hai, hai em đó còn chống lại Trung Quốc nữa, kêu Trung Quốc phải rời khỏi ra khỏi Việt Nam và phải trả lại đất nước, đất đai mà tự động họ đã chiếm, thì nội cái lý do mà bắt em đã là trật rồi. Mà bây giờ còn đem ra xử ra hai em xử tù hai em và cho hai em cái số tội mà năm tù mà hai em khoảng 14 năm đó, thì tôi thấy đó còn vô lý hơn nữa. Và tôi thấy thì hiện nay thì ở trên thế giới thì cũng có một số áp lực của bên Hoa Kỳ. Riêng tại Canada vào hồi 8 tới tháng 6 vừa rồi thì cộng đồng người Việt tại Toronto và Montreal và Kitchener, Waterloo và Ottawa đã đến biểu tình trước Quốc hội Canada để yêu cầu chính quyền Canada làm như thế nào, mà can thiệp như thế nào mà để hai em đó được thả ra. Và đồng thời cộng đồng người Việt của chúng ta cũng là tòa đại sứ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó, để mà kêu gọi họ phải trả tự do cho hai em đó. Thì cũng nhân dịp đó thì nghĩa là cái cộng đồng của chúng ta đã lên tiếng rồi, thì tôi thấy rằng là những cái áp lực mà chúng ta làm chắc là thế nào cũng sẽ có hiệu quả. Và theo tôi được biết thì hiện nay ở bên Úc cũng đã làm một cái áp lực nữa là từ bên Úc. Thành ra nếu mà bên quốc gia bên Mỹ Châu đã làm, bên Úc làm, mà bên Âu Châu cũng làm nữa, thì tôi chắc là cái áp lực đó sẽ nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề mà thả hai em đó ra. Dạ, thưa ông, thì ông có nhận xét như thế nào về cái hành động của hai em bị kết tội là tuyên truyền chống Đảng Cộng sản? Thưa thì nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn là họ không có cớ gì mà bắt những người Việt của chúng ta ở trong nước mà đứng lên mà đòi tự do dân chủ và tự do ngôn luận, thì họ gài cái tội nghĩa là chống Đảng Cộng sản và mưu toan lật đổ chính quyền. Từ đó là một cái lý do mà luôn luôn cái bản án nào mình thấy ngó đi ngó lại từ cả chục năm nay, những cái bản án nào mà họ đưa ra đều nói là chống lại chính quyền và âm mưu lật đổ chính quyền, vì do đó họ muốn có cái cớ để dùng cái hình luật mà để bỏ tù các người đó. Riêng các em ở trong nước như thế này thì chứng tỏ rằng hiện nay thanh niên ở trong nước đã thấy rõ cái âm mưu của Trung Cộng và đã thấy rõ cái sự đê hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng anh em thanh niên ở trong nước họ không còn sợ Cộng sản nữa. Họ biết rằng họ đứng lên họ làm thì sẽ có sự yểm trợ của các thanh niên ở chúng ta hải ngoại. Mà nếu cộng đồng chúng ta đều cùng nhau có một tiếng nói thì nghĩa là tôi nghĩ rằng cái cuộc tranh đấu của anh em ở trong nước và nhất là các thanh niên ở trong nước sẽ thành công. Thưa ông, thì bản án này dành cho các em học sinh theo như Thanh Tâm nghĩ đây là một sự răn đe của nhà nước đối với các em học sinh trong nước. Thì như vậy chính phủ của Canada sẽ dùng phương thức nào để mà can thiệp vào cái vấn đề này? Dạ thưa, thì trong nguyên tắc sau khi cái buổi biểu tình mà để phát biểu ý kiến đó, thì ông tổng trưởng Jason Kenney cũng đã nói rằng ông cũng sẽ trình bày lên cho chính phủ Canada. Riêng tôi với tư cách thượng nghị sĩ và những 7 thực tập viên mà của cộng đồng người Việt mình là làm thực tập tại văn phòng của tôi đó, thì chúng tôi các em đã đưa ra một ý kiến là lấy chữ ký để làm cái thân nguyên thư, và các em sẽ nhờ tôi trình cái thân nguyên thư lên cho thượng viện. Và riêng đó thì tôi cũng sẽ can thiệp, tôi sẽ nói với chính phủ nếu có thể được là lên tiếng và bày tỏ sự không hài lòng của chính phủ đối với chính phủ Canada, đối với chính phủ Việt Nam,
đối với chính phủ Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là cái vấn đề bắt không có lý do, thứ hai là vi phạm cái vấn đề tự do ngôn luận, cái thứ ba là cái bản án nó không có thể chấp nhận được. Và đồng thời nếu có thể tôi sẽ vận động với chính phủ Canada gửi một phái đoàn vô trong Việt Nam nếu được, để gặp các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để đòi hỏi cái sự công bằng cho các em thanh niên đó, nhất là cô Nguyên, anh Kha và cả Việt Khang và tất cả những người blogger khác nữa. Thưa ông, khi nãy ông có nói là bảy em thực tập sinh ở trong văn phòng của thượng nghị sĩ đã soạn một cái bản tình nguyện thư, thì nếu mà đồng bào chúng ta muốn ký vào cái tình nguyện thư đó thì phải làm thế nào, và cái tình nguyện thư này có ảnh hưởng như thế nào đối với việc trả tự do cho các người đã bị giam cầm trong nhà tù của Đảng Cộng sản Việt Nam? Thì cái tình nguyện thư này thì hiện nay thì nghĩa là Ủy ban tranh đấu cho dân chủ quốc nội, thì Ủy ban nó đang có cái kế hoạch để nhận tất cả những người mà chúng ta có ý muốn mà ghi tên trong cái tình nguyện thư đó. Trên văn phòng của tôi thì các em cũng có lập một cái website để mà ký tên vào trong đó. Hiện nay thì cộng đồng ở Ontario ngay tại Toronto này cũng đang làm một cái lấy chữ ký để lấy cái tình nguyện thư đó bên hội cựu quân nhân, và sẽ lên sở bên ai cũng như hình như sở bên chùa Việt Nam để lấy một số chữ ký nữa. Sở dĩ mà chúng ta có cái tình nguyện thư đó là một cách mà chúng ta đưa lên cho chính phủ Canada lưu ý tới cái sự việc này. Cái thứ hai, sau khi mà chính phủ lưu ý rồi đó, với cái sự vận động của chúng ta trong quốc hội, thì có thể chính phủ Canada sẽ áp lực mạnh hơn với những cái bản án vô lý đó. Và tôi hy vọng rằng chính phủ Canada sẽ có một kế hoạch nào đó mà nếu tôi biết được, tôi cũng sẽ thông báo cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại vùng Ontario, và nhất là toàn dân Canada biết, để mà hỗ trợ cái vấn đề này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể hy vọng là chúng ta có thể thành công. Chính phủ Canada lên tiếng, chính phủ Mỹ lên tiếng, chính phủ Âu Châu lên tiếng và chính phủ Úc lên tiếng, thì tôi hy vọng rằng với cái sự áp lực trên toàn thế giới như thế thì Cộng sản Việt Nam cũng phải thả các em ra, hoặc là giảm bản án như thế nào đó mình chưa biết, nhưng mà tôi hy vọng rằng sẽ có một cái áp lực rất mạnh mẽ đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, thì chúng ta cần khoảng bao nhiêu chữ ký để mà có cái tình nguyện thư này có hiệu lực? Dạ thưa, thì trong nguyên tắc thì muốn cái tình nguyện thư có hiệu lực mà tôi trình trên Quốc hội Thượng viện thì phải có 1.000 chữ ký. Hiện nay các em đã làm được khoảng 700 chữ ký rồi, thì chỉ còn 300 chữ ký nữa thôi. Mà nội cái Ontario, Toronto này và Montreal mà chúng ta làm thì nó sẽ rất là dễ dàng. Tôi nghĩ rằng trong vòng tuần tới hoặc là một tuần nữa, hai tuần nữa thì tôi sẽ có đủ cái số 1.000 chữ ký. Thì sau đó thì tôi sẽ trình lên thượng viện, và tôi nương cái tình nguyện thư đó tôi sẽ viết lên thủ tướng Stephen Harper và ông tổng trưởng ngoại giao John Baird để lưu ý họ thêm cái vấn đề này, và yêu cầu ông John Baird hoặc là thủ tướng áp lực như thế nào đối với Cộng sản Việt Nam để mà họ thả các em ra. Dạ thưa ông, thì vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, người Việt Nam đã có một cuộc biểu tình trước Quốc hội, là có sự góp mặt của ông cũng như là ông Bộ trưởng Bộ Di trú ông Jason Kenney. Thì ông nghĩ là trong tương lai cộng đồng người Việt chúng ta có tiếp tục, nên tiếp tục có những cuộc xuống đường như vậy hay không? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta biểu tình trước Quốc hội, đó là một cái công việc mà để lưu ý chính phủ sở tại cho biết rằng nó có cái sự việc đó, nó có cái công việc đó, những cái sự đàn áp đó xảy ra. Chúng ta dùng một cái phương thức đấu tranh đó cũng được. Cái thứ hai, ngoài cái đó ra đó, thì là cộng đồng của chúng ta cũng nên làm một viết một cái lá thư gửi cho thủ tướng, trình bày rõ ràng và yêu cầu thủ tướng làm gì. Mình phải viết cái thơ nữa. Tôi cũng sẽ dặn cái này đến cái ủy ban tranh đấu tại quốc nội để yêu cầu họ làm. Và đồng thời sau khi họ gửi cái thơ đó rồi, một mặt tôi sẽ làm việc ở trong quốc hội và tôi sẽ nói thẳng với thủ tướng. Đấy, thủ tướng đã nhận một cái văn thư của cộng đồng người Việt tại Canada. Thủ tướng quốc hội đã nhận được một cái tình nguyện thư. Đây là cái bản sao của tình nguyện thư, đây là cái thơ của cộng đồng. Thì tôi xin yêu cầu thủ tướng nó có một cái biện pháp gì đó đối với Cộng sản Việt Nam. Dạ thưa ông, cảm ơn ông đã dành thời gian để mà đến đây trò chuyện cùng với khán giả đang xem đài. Thì trước khi kết thúc chương trình, ông còn có lời nào cũng muốn trình bày cùng khán giả hay không? Dạ tôi cảm ơn cô Thanh Tâm và cảm ơn SBTN
của Tôn Quân Thu. Trong cái cuộc tranh đấu của chúng ta đó, nó rất là khó khăn, là lâu dài. Và chúng ta cũng không nên chán nản là buông tha nó. Chúng ta phải đoàn kết với nhau lại, nhất là những thế hệ trẻ, những thế hệ thứ hai, thứ ba. Phải nối tiếp cái thế hệ thứ nhất để mà làm công việc này. Nếu mà chúng ta nghĩa là hơi hợp, nghĩa là có thể không có chú ý tới hoặc là thấy rằng cái công việc này làm nó không đi tới đâu hết, thì tôi cho đó là sai. Chúng ta phải tiếp tục làm, vì chúng ta là người ở ngoài, chúng ta có thể nói tiếng nói dùng cho nhân dân ở trong nước. Đó là cái công việc của ta, chúng ta phải làm. Và tôi hy vọng rằng chúng ta tiếp tục làm trong cái vấn đề này. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông. Dạ, xin cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.